sợ thế? Nói cùng nhau. 16.000 người xem rồi. Ôi chết rồi. Bên sao bây giờ nhiều người xem quá. Mà vốn tiểu phẩm của mình chỉ có bằng đấy thôi. Phải làm sao bây giờ? Như nào? Mọi người comment. Thôi kít cùng cái gì em ơi. Không. Cái gì ấy? Tách quần á? Quay hình xăm đi. À đây. Cái hình đây, bên này. Đây nhá. Đây là hình con lơ. À nhầm. Đây là hình con súp. Đây là hình con súp. Cố gắng gồng lên tí cho bắp to. Được, ok. Đây là hình con súp và đây là hình con lơ. Còn đây là hình xăm công ty. Thì nếu mà mọi người nhìn kỹ thì có thể như cái dao tem. Nhưng mà thật sự là đây mọi người nhìn này. Bên trên nhá là chữ G. Còn đây là chữ N. Ở đây sẽ không có cái góc, ở đây không có cái nét khó giải thích ấy nhỉ. Đây là ví dụ như chữ G thì nó sẽ có một cái thụt màu ở cái chỗ góc này này. Còn chữ N sẽ không có. Chú không xăm mà. Cái áo này bị chật. Em xé cái áo ra cho anh đi. Em bén anh lên cái. Ui, cẩn tận rách. Vừa bảo xé xong. Không, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi. Ui. Thôi. Rách thật đấy, đây. Kiểu khi mà đi ra ngoài đường ấy, mà kiểu chỉ cần nhìn thấy kiểu mọi người xem cái giống cái mafia các kiểu mà trong phim ấy, thì kiểu hội các thứ này kia người ta thường xăm chung với nhau. Thì bọn mình cũng thế. Ngồi xuống đây, đi đâu? Ngồi xuống. Em ngồi xuống đây một tí. Em ơi, 17.000 người rồi, càng ngày càng tăng ấy. Mọi người không đi ngủ à? Thì mọi người cứ bảo tha kiểu em năng lượng lên một tí không. Anh bây giờ anh thành vai ác đấy. Anh thành vai phản diện ấy. Hai chú không định ngủ mấy giờ rồi? Bây giờ là 11 giờ rồi nhỉ? Ôi nhưng mà 17.500 người xem rồi ấy. Ra. Đạt target rồi. Chúng ta đã có 10.000 người follow ở trên cái gì? Giò to be và đọc tên cái kênh Giò to be lại là thì mình đã đạt được target, đó là đạt được 10.000 người follow trên Giò to be tên Ninh Dương Story. Thì nếu ở đây các bạn nào mà đang chưa subscribe. Ok, thì ý là những từ nào đấy thì em thêm vào cho anh nhé. Thì nếu bạn nào hiện tại mà đang chưa subscribe cái kênh Giò to be của bọn mình thì mọi người hãy tìm kiếm ngay kênh tên là Ninh Dương Story ở trên Giò to be. Chính xác, và chúng ta hãy bấm nút nút gì? Subscribe. Như bán livestream, như livestream bán hàng. Ờ đúng rồi. Có 18.000 người em này, em ơi, pháo hoa đùng trời này. Ê mọi người chụp cho mình một kiểu ảnh này đi. Nào em ơi, chụp một kiểu ảnh 18.000 người đi. Là ai chụp, là mình chụp hay là ai chụp? Còn mọi người chụp xong tí mọi người gửi cho. Ok. Được. Ok.
Chụp rồi, ok nha. Em xong filter sao nhỉ? Em mình như có những thứ bí mật trong nghề đừng nói ra. À thế. Ừ, kiểu kinh doanh thế. Thích bạn kìa. Nào. Nắng quá, ê kìa, giả vờ nắng, giả vờ nắng. Ui trời nắng quá. Em có mũ rồi. Ừ. Ôi trời nắng thế nhỉ. Trời nắng quá. Nắng quá. Nắng cao cao lên một tí nào. Nắng thế nhỉ. Ừ, nắng thế nhỉ. Như hai con à, như hai đứa lật đật ấy. Nay tung hứng rồi. Anh âm đi ngủ đi chú ơi kìa. Đấy. Ngủ ta rồi. Bao nhiêu? 18.000 view rồi. Ok, ơi, nhiều người xem nhỉ. Thích mê. Ê, có phải liệu có bao giờ cái con đường về mạng xã hội này của mình nó đi là con đường đúng theo em thì sao? Có nghĩa là bọn mình sẽ có rất nhiều dự định trong năm 2024 này và cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người. Có nghĩa là năm 2024 này một năm bùng nổ chính xác thì cũng muốn là chia sẻ với mọi người nhiều khoảnh khắc hơn. Thì hy vọng thì mọi người sẽ luôn ủng hộ bọn mình trong tất cả các dự án. Hát một bài thôi, bây giờ thì hiện tại thì năng lượng nó đã... Ôi. Năng lượng thì nó cũng... Cảm ơn bạn đã tặng con chó nhá. Thank you Min. Thank you các bạn. Ui. Ê như bạn này bạn tặng nhiều chó ấy. Thật đó. Tặng 3 con liên tục ấy. Giàu nhỉ. Cho con Su đi tắm chưa? Cho rồi, hôm qua chơi tắm rồi. Bắt tay một cái. Ok nhá, ký kết hợp đồng. Thì bây giờ công ty là chúng ta sẽ ký kết hợp đồng thì gia hạn ở hợp đồng bao nhiêu năm thì mình anh cũng đã nói rồi. Còn bây giờ thì cũng đang muốn phát triển cái kênh và mọi thứ các nền tảng lên thì cố gắng hòa thuận vui vẻ để mà có thể đưa được đến những cái năng lượng tích cực hơn và để được gọi là mọi người ủng hộ hơn. Ok. Thì thôi, cũng đêm đã về khuya rồi, thì màn đêm đã buông xuống rồi. Cuộc sống này thì chúng ta cần ngủ. Chính vì vậy, có lẽ mình sẽ tắt buổi live stream ngày hôm nay tại đây. Và cũng như để các bạn có thể mà giải thoát cho các bạn khỏi cái kênh live stream này. Để mọi người có thể mà đi đánh răng rửa mặt, hoặc có thể học bài, hoặc có thể làm việc, chạy deadline cuối năm rồi mà. Thì... có thể hẹn mọi người vào buổi live stream sau ngày mai. Thì ngày mai sẽ không có anh âm mà chỉ có Nam Thần Bóng Rổ thôi. Thì hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ vào xem nha. Đâu ạ. Thì ok nha. Mọi người hãy subscribe kênh. Không à, nhầm. Lại nè. Và lời nói cuối cùng, mọi người hãy lại. Mọi người hãy subscribe kênh YouTube. Tên là Ninh Dương Story. Chính xác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye. Và chúc các bạn ngủ ngon. Bye mọi người nhá. Mọi người đi ngủ đi. Hôm nay đã quá dành quá nhiều thời gian cho mình rồi. Bây giờ mọi người hãy dành thời gian cho bản thân, skin care đi, hãy học tập đi, hãy làm việc đi, hãy làm
lời của mọi người đi. Chúng ta hẹn gặp vào ngày trên kênh TikTok của Anh Anh Bùi. Bye bye. Em ơi, 500.